5 dấu hiệu cho thấy cơ thể đầy rẫy độc tố, thối rữa độc hại bên trong. Thứ nhất, đó là bệnh về đường ruột, táo bón, tiêu chảy, rối loạn đường tiêu hóa, viêm đường ruột kích thích, viêm đường ruột mãn tính, bệnh về đại tràng, trào ngược dạ dày, ở nóng ở hơi, đau thượng vị. Tất cả những cái điều đó đều cho thấy chức năng dạ dày ruột không được lưu thông. Và khi không thể bài tiết tốt thì sao ạ? Độc tố đấy nó đi đâu? Nó vẫn nằm ở bên trong đường ruột, nó liên tục lên men, thối rữa, sinh nhiệt, tạo thành nhiều khí ga độc hại. Nào là khí nitơ, khí hydro, khí H2S, chính là hydro sulfur, nó giống như là trứng thối trứng ung. Rồi là khí metan, rất là hôi thối dơ bẩn, tạo thành nhiều mầm bệnh, nấm men ký sinh trùng phát triển vô độ, như một cái bể phốt chết ngạt nhiều năm. Thì sao ạ? Thì cái độc tố đấy không được đẩy qua cái cửa thoát thải chính là đại tràng, thì bắt buộc nó phải chui ra khỏi cơ thể thông qua những con đường khác. Và nó sẽ chui vào máu, từ máu nó đi khắp mọi ngõ ngách, rồi là nó chui ra da. Nên á, cái chức năng đường ruột hoạt động không hiệu quả cho thấy cơ thể đang tích rất nhiều độc tố, không được loại bỏ đều đặn mỗi ngày, và tích tiểu thành đại, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Thì tuổi càng cao, độc tố trong cơ thể càng nhiều. Thành ra muốn cơ thể sạch, muốn cơ thể khỏe thì chúng ta cần phải kiểm tra cái chức năng dạ dày ruột của chúng ta mỗi ngày. Thứ hai, đó là hôi miệng, mùi hôi cơ thể. Thì khi mà thối rữa độc hại bên trong đường ruột, nó hình thành những cái khí độc, nó bốc ngược lên phía trên, làm bật nắp van dạ dày. Mỗi một hơi thở chúng ta nói ra, mỗi một lời nói, nó đều bốc theo những cái mùi hôi thối rất là kinh khủng. Rồi thì mùi hôi cơ thể, những cái độc tố này liên tục lên men thối rữa và di chuyển khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Và khi được đẩy ra thông qua lỗ chân lông thì sẽ có những cái mùi hôi vô cùng khó chịu. Điều đó cho thấy cơ thể tích lũy rất nhiều độc tố và rác thải chưa được loại bỏ. Cái điều thứ ba, đó là đờm dịch màng nhớt. Khi mà những cái độc tố này không được đẩy qua những cái cửa thoát thải chính thì cơ thể bắt buộc phải đẩy nó thông qua những cái cửa thoát thải phụ, hay còn gọi là các lỗ tự nhiên. Bên trong cơ thể chúng ta sẽ có những khoảng không giữa các tế bào, được gọi là gian bào. Rồi thì chùm phế nang của phổi, cổ họng, các hốc xoang, sẽ xuất hiện rất nhiều dịch nhầy và đờm nhớt. Và nó sẽ liên tục đẩy những cái dịch nhầy đờm nhớt này thông qua các lỗ tự nhiên. Hai lỗ tai thì rất nhiều rãy tai, hai con mắt, rất nhiều những cái mảng màng nhầy, rồi là chảy nước mắt, nghẹn mắt. Mũi của chúng ta rất nhiều dịch mũi, dịch xoang. Cổ họng thì ho hãng khạc nhổ nhiều đờm nhớt. Rồi dấu hiệu thứ tư, da khô, mụn nhọt tróc lở, nổi sần mày đay tử ứng. Khi mà độc tố không được loại bỏ ra khỏi cơ thể, bắt buộc phải đẩy ra da, bởi vì bản chất da của chúng ta chính là lá phổi thứ hai của cơ thể. Và khi những cái độc tố này tích ở trên da, những cái axit có hại tích ở trên da, thì làn da của chúng ta sẽ bị tổn thương. Nó sẽ phá hủy những cái kết cấu của da, nó sẽ làm thoái hóa những cái protein nâng đỡ, là bổ khung giá đỡ của làn da, như là collagen, elastin. Rồi là làn da của chúng ta không nhận được máu tốt, không được tổng dọn vệ sinh làm sạch, năng lượng bị mắc kẹt, không lưu thông, thì sẽ xuất hiện những cái hiện tượng như là mụn nhọt, tróc lở, nổi sần mày đay, dị ứng, rồi là da khô, xù xì. Dấu hiệu tiếp theo, đó là thừa cân béo bụng và tích mỡ. Người ta có câu là vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn lại. Bụng to cho thấy độc tố trong đường ruột rất là nhiều, ngoài ra còn tích mỡ nội tạng, chức năng dạ dày ruột bị rều rã, suy giảm chức năng, bị sa xuống, nó không nằm đúng cái vị trí của nó, liên kết cơ thành ruột yếu đi. Và bụng to chính là kẻ thù của lưu thông máu. Những người mà bụng to thừa cân á, thì nguy cơ tiềm ẩn nhiều căn bệnh rối loạn chuyển hóa như là mỡ máu, huyết áp, tiểu đường. Một trong ba cái căn bệnh này xuất hiện, nó là một cái mối nguy hại rất là lớn. Nhưng mà khi mà xuất hiện cái hội chứng tam cao, mỡ máu, huyết áp và tiểu đường, thì rất dễ kéo theo cái hiện tượng xơ vữa động mạch,
Mà khi những cái mảng xơ vữa này nó trôi dạt khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể thì bệnh tim mạch rất là nặng. Nếu nó xuất hiện ở tim thì sẽ dẫn tới nhồi máu cơ tim. Nó xuất hiện ở trên bộ não sẽ dẫn tới một cái căn bệnh rất là nguy hiểm, đó chính là đột quỵ. Cái việc mà thừa cân béo bụng và tích mỡ, điều đó cũng cho thấy là chức năng trong cơ thể nó bị rối loạn và mất cân bằng, đặc biệt là cơ chế chuyển hóa đường ruột. Lúc này những cái độc tố nó sẽ đầu độc cái niêm mạc thành ruột. Niêm mạc thành ruột sẽ bị mẫn cảm kích ứng, cái lớp màng nhầy không được bảo vệ tốt. Lúc này liên kết thành ruột yếu, xuất hiện nhiều lỗ hổng, dẫn tới cái hiện tượng rò rỉ ruột. Những cái độc tố đáng lẽ không được thấm qua thành ruột thì bây giờ những cái chất béo dơ bẩn, những cái độc tố nó sẽ thấm qua thành ruột, đi vào máu. Và theo cơ chế hấp thu chuyển hóa, bên trong cơ thì chúng ta sẽ có những cái tế bào mỡ và nó sẽ phình to ra bất tận. Chúng ta sẽ không thể kiểm soát được cân nặng. Lúc này hít khí trời cũng béo, uống nước lọc cũng béo, bị rối loạn chuyển hóa đường ruột nghiêm trọng. Thế đó chính là 5 dấu hiệu cho thấy cơ thể đầy rẫy độc tố bên trong, thối rữa độc hại. Chúng ta cần phải loại bỏ, cần phải thanh lọc cho cơ thể để tiếp sức cho các hệ thống thoát thải, để có cơ chế thoát thải bên trong cơ thể được khai thông được cái dòng chảy năng lượng, giúp cho cơ thể sạch. Mà sạch thì chắc chắn sẽ khỏe, mà khỏe thì sẽ đẹp từ trong ra ngoài. Hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được cho nhiều người. Chúng ta có thể chia sẻ cho 3-5 người bạn, giúp họ biết tới cái điều này. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Nam Hà. Nhớ bấm vào quả chuông để nhận thêm nhiều video tuyệt vời phía sau. Và áp dụng cái phương pháp sống khỏe ưu việt, những cái phương pháp thanh lọc thải độc tuyệt vời cho cơ thể của bạn. Hẹn gặp lại. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.